Bạch sư, trước con có quen một người chị đi hành hương bên Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ và con không đủ kinh phí để đi, rồi gửi ít tài vật để cúng dường. Và rồi người chị đó đã mang về chiếc lá Bồ Đề và nói khi hành hương chiếc lá rơi trên vai. Con rất hoan hỷ với chiếc lá và để trên bàn thờ để thờ. Đồng thời con gái con mới sanh được vài tháng cứ đêm về là khóc và khó đỡ nín lại. Con mới thỉnh chiếc lá dán vào cánh cửa với suy nghĩ rằng ma quỷ nhìn thấy sẽ sợ hãi vì chiếc lá được thỉnh từ cây nơi Đức Thế Tôn đắc đạo. Và sau đó con gái không còn khóc nữa. Và rồi con dọn nhà về riêng ở, con quên mất chiếc lá, tức tốc chạy đến nơi ở nhà trọ để kiếm trong buổi sáng đó, không thấy chiếc lá trên cánh cửa. Tìm xung quanh thì sợ chủ nhà vứt đi nhưng vẫn không thấy, con rất tiếc. Và đồng thời con cũng suy nghĩ không biết mình có phạm tội lỡ ai đó vứt vào thùng rác hay không. Dòng suy nghĩ đó đến đây vẫn chưa có ngừng. Thì do cái vị này đó có niềm tin rất là lớn đối với chiếc lá nơi Bồ Đề Đạo Tràng, cho nên là về vấn đề này thì trước hết thỉnh sư Tuệ Tường ý kiến về vấn đề này như thế nào với một vị có nhiều niềm tin đến như vậy. Dạ thưa Đức và thưa quý vị, mình khi mình có niềm tin á, niềm tin ở đây phải gọi là niềm tin chân chánh, niềm tin chân chánh chánh vào Tam Bảo và Phật Pháp Bảo Tăng, đó là một điều rất là tốt. Xin nhấn mạnh nghe niềm tin chân chánh thưa quý vị. Còn trong trường hợp này á, trong trường hợp này á, thì sư được sư trong đọc trong đoạn này thì sư mới thấy là cái vị này mới nói là từ ngày có chiếc lá, cái vị này mới nói là mới sanh được vài tháng cứ đêm về là khóc và khó đỡ nín lại, con mới thỉnh chiếc lá dán vào cánh cửa và suy nghĩ rằng ma quỷ nhìn sẽ thấy sợ hãi vì chiếc lá được thỉnh từ cây nơi Thế Tôn đắc đạo. Thì cái điều này nó cũng là tốt nhưng mà nó cũng không hoàn toàn là được tán thán quý vị, tại vì nếu mình đem Phật, mình đem Phật pháp, mình đem tăng ra để mình gọi là những cái nạn tai đó, những nạn tai đó. Ví dụ bây giờ mình thỉnh sư, ví dụ một cái điều này cho dễ hiểu, nghe là sư không có nói là cái điều này là nó sai, nhưng mà sư xin ví dụ một cái điều mà để bị dễ hiểu. Ví dụ bây giờ mình thờ Phật hay là mình nương tựa Tam Bảo để mình cầu xin được lợi lộc, được giàu sang, được thế này thế kia, được được trong đời sống này mình được ăn ngon, được mặc đẹp đó, được nhà lầu xe hơi, thì cái điều đó nó đi, nó nếu mà nói đi ngược á, đi ngược thì nó cũng cũng hơi quá, nhưng mà nhưng mà cái niềm tin nó mình hiểu sai như vậy, hiểu sai đúng không, mình hiểu sai và mình hiểu sai như vậy á, thì chính vì cái hiểu sai mình như vậy á, cho nên là mình khó được tiến bộ, mình khó tiến bộ trong cái vấn đề tu tập. Cho nên đó là đầu tiên mình phải hiểu đúng cái đó, mình phải hiểu đúng là thí dụ có những cái giống như là xá lợi Đức Phật hay là tôn tượng của Đức Phật hay tôn tượng vị Thánh Tăng, thì mình mới hiểu là như vậy, mình hiểu chính xác như vậy là mình nương nhờ cái ân đức đó, mình nương nhờ cho Tam Bảo, nương nhờ ân đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng để mình học theo lời dạy của Ngài, mình hành theo lời dạy của Ngài để mình cái điều mà mình đạt được, cái đạt được á là mình được cái hạnh phúc, cái nội tâm trong hiện tại là cái điều đó, là cái điều quan trọng nhất, đúng không? Còn khi mà mình nghe theo lời dạy của Ngài, mình thực hành bố thí, trì giới, mình hành thiền, đúng không? Ví dụ mình làm cái phước vật thì mình sẽ được phước vật, mình làm phước đức thì mình sẽ được phước đức, mình làm phước trí thì mới được phước trí. Cho nên á, ở đây á, để tóm gọn lại cái câu trả lời á, là cái vị này bị chảo hối khi mà cái lá bồ đề bị mất và sợ người khác á, bỏ phước thùng rác á, là hỏi là có tội không, thì nơi tâm á,
cái nơi tâm của quý vị phải hiểu đây là câu yếu tố tâm, có nghĩa là quý vị không có làm những cái điều mà bất kính đến tâm bảo thì quý vị sẽ không có lỗi. Còn cái việc mà người nào đó họ làm á, thì bất kính đến tâm bảo thì họ sẽ chịu trách nhiệm. Còn khi mà vị, còn khi á, mà cái vị này á, mà còn cái tâm mà gọi là tâm trảo hối á, có nghĩa là vẫn bị dây dứt á, vấn đề này á, là cái đó là dòng suy nghĩ bất thiện. Cho nên cái giải pháp mà tốt nhất ở đây á, sư cho lời khuyên á, là vị này á, hãy hiểu rõ lời quý sư ở đây giải thích và nên quan sát cái tâm mình, tư duy, cái tư duy đầu tiên là tư duy cái đã, rồi xong quan sát cái tâm mình, để những cái suy nghĩ dòng bất thiện nè nó không còn hiện, nó không có lặp đi lặp lại nữa, thì cái điều đó là điều tốt nhất. Còn một lần nữa sư, trước khi sư trả kết thúc câu trả lời đây, xin nhắc là quý vị hỏi câu hỏi này nè, nên mình nên hiểu, mình nên hiểu thế nào là tam bảo, thế hiểu nào, hiểu thế nào là Phật, ân đức Phật, ân đức Pháp, đức Tăng, cái điều đó là điều cao thượng. Cho dù mai này chúng ta không có chiếc lá ở Bồ Đề Đạo Tràng bên cạnh, chúng ta có thể không có cái tôn tượng của Đức Thế Tôn bên cạnh, thì chúng ta vẫn có cái niềm tin chân chánh đó, nó sẽ hộ trì cho bản thân của chúng ta và hộ trì cho gia đình chúng ta trong ngay đời sống hiện tại này và ngay trong những cái kiếp tương lai. Xin cũng xin kết thúc cái câu trả lời ở đây. Không biết là Đức hiện tại có bổ sung gì thêm. Sư thì chỉ xin thứ nhất là sư rất là đồng ý với câu của đại đức Trời Tường, đó là chúng ta có niềm tin nơi tam bảo thì hãy phát triển đến cái mức là không có, dù có chiếc lá bồ đề hay không có chiếc lá bồ đề ở nơi bồ đề đạo tràng thì mình vẫn có được niềm tin không xoay chuyển đối với tam bảo, chứ mình không cần phải dựa vào một cái vật chất để mình có thể phát triển niềm tin. Cái niềm tin, bản thân niềm tin tam bảo, nếu như đó là một niềm tin chân chánh và mãnh liệt, bản thân nó có rất nhiều uy lực mà quý vị không thể ngờ. Cho nên sư thì sư không có phủ nhận cái niềm tin. Tuy nhiên sư cảnh báo với quý vị như thế này, hãy cẩn trọng. Bởi vì đó, có nhiều khi quý vị do cái niềm tin mà điều quý vị mong mỏi được thực hiện, nhưng cũng sẽ như thế nào, nó sẽ như thế nào nếu như cái sự mong mỏi quý vị không được thực hiện, thì có phải là quý vị sẽ thấy là Phật không có linh, rồi nếu như mà có một cái tôn giáo khác họ đưa cho mình một cái biểu tượng nào đó bảo rằng hãy treo lên cửa, và khi quý vị treo lên cửa và nó ứng nghiệm, thì có phải là quý vị sẽ tin vào cái tôn giáo đó hay không? Cho nên cái điều sư cần lưu ý là như thế này: niềm tin là tốt, nhưng mà khi một người có niềm tin quá mạnh mẽ thì rất dễ dẫn đến một trường hợp, đó là trí tuệ của họ bị sa sút, mà bây giờ chúng ta gọi là cuồng tín. Cho nên trí tuệ vẫn nên đi kèm với đức tin, chứ không nên để đức tin đi riêng một mình. Khi đức tin đi riêng một mình, chúng ta rất dễ rơi vào những trường hợp cực đoan không có nên. Đó. Và bằng cách nào để chúng ta có thể cân bằng giữa trí tuệ và đức tin? Đó là chúng ta hãy học giáo lý, học để hiểu công hạnh của Đức Phật là như thế nào, học để hiểu là Đức Phật đã dạy như thế nào, và dần dần trí tuệ của chúng ta sẽ tăng trưởng. Rồi khi chúng ta suy tư về ân đức của Đức Phật, ân đức của Chánh Pháp, ân đức của Đức Tăng, thì chúng ta vẫn có thể phát triển được niềm tin, sự an lạc, và chúng ta không cần phải có một cái thực thể khi đó, dù có hay không có, niềm tin của chúng ta vẫn mạnh mẽ như thường. Còn cái chuyện mà đã rồi đó, thì xin thưa, đầu tiên là chúng ta không có chủ ý, cái thứ hai, mọi chúng sanh có nghiệp của mình. Duyên còn thì hợp, mà duyên hết thì tan. Có cái gì ở hoài với mình mãi đâu. Thế sự vốn dĩ là vô thường, mà cái gì vô thường thì nó sẽ đi đến sự hoại diệt.
cái ngày mà quý vị cầm chiếc lá bồ đề trên tay thì hãy chuẩn bị cái ngày mình không còn lá đó nữa. Thì như vậy đó, mình không phải lo sợ gì cả trước khi chết.